Mình Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình cho ếch đẻ anh quay cho anh chị bạn xem. Lâu rồi không quay ếch đẻ cho anh chị bạn xem, hôm nay cho đẻ. Hôm nay mình cho ếch tơ đẻ anh chị bạn. Chuẩn bị hai bồn, hai dèo đang cho đẻ mà lựa ra không có đủ, lựa ra được có 60 con thôi. Lựa ra có được 60 con ếch cái thôi anh chị bạn. Này hôm nay cái tơ đây, cái đây cái tơ à, 60 cái mà mình thả 80 đực lên chị bạn. Mình sợ ít đực, mình sợ mình ôm không có thủ tinh không đủ á anh chị bạn. Thấy ít này thì ít đực, mình sợ nó ôm không có giáp á, mình thả số lượng ít đực nó nhiều xíu. Cái này là con ít cái tơ là anh chị bạn giờ mình thấy nó đẹp lắm, nó mướt. Đây xí phà. Rồi con ếch cái này nó tơ là nó nhám dừa anh chị bạn, nhám hai bên ếch này nè. Quay chị sẽ anh chị bạn. Đây. Con đực đây. Con đực nó nhỏ. Đực đây. Ôm nổi không? Đực này ôm giờ nó không giáp anh chị bạn, nó gấp ba con đực. Đực mình con 250 gram. Đực này 250 gram nè. Còn con cái này chắc cỡ 800 gram. Cái này chắc 700 gram. Con này chắc cỡ nữa 550 600 gram. Rồi ông này chắc cỡ 800 gram luôn. Ếch đòn ui dạ. Ếch mình đòn với là đòn phải không? Quay cái cho anh chị bạn xem. Bởi vậy cái này mình đang ếch mình ếch cái mình đang học quá anh chị bạn. Bởi vậy anh chị bạn có nhiều bạn hỏi mình mua ếch cái không có nha. Cái cỡ vô gần tháng nghịch á, cỡ tháng 7 tháng 8 gì mình mới có ếch cái lại nha anh chị bạn. Ôi, ông này sao con mắt đục đục nè. Hơi đục đục nè. Ếch cái làm dấu nè. Hôm nay mình cho ra có nhiều đây, có dèo luôn, có gần một anh chị bạn. Để ngày để mai cái thành quả nó ngày mai đẻ được bao nhiêu mình quay cho anh chị bạn xem, và mình thu trứng, mình tạc trứng làm sao mình quay cho anh chị bạn xem luôn. Nhưng mình thu trứng, mình vớt trứng làm sao và mình tạc trứng quay cho anh chị bạn, chia sẻ anh chị bạn luôn cách mình thu trứng tạc trứng luôn. Giờ mình quay thành quả hôm 60 con mình đẻ được nhiêu quay cho anh chị bạn xem nha anh chị bạn. Trứng thì cũng hơi lưa thưa, không biết sao còn đẻ được mấy ký đây. Tội nghiệp ít đực, ít đực con quá trà bá này. Ít tơ đẻ cũng ít anh chị bạn, mới đẻ lần đầu nhám chưa có cứng bụng. Bởi vì đẻ không biết như đây được con trăm gram không cả họ, để mình bắt ra cái mình xả trứng ra, mình hứng mình quay cho anh chị bạn xem luôn. Cũng ít ếch này đẻ lần hai đẻ mới đẻ mạnh, lần đầu đẻ vậy là cũng được rồi. Rồi để mình bắt ếch ra cái mình xả trứng được bao nhiêu mình quay cho anh chị bạn xem. Mình xả vô túi chứ mình không có vớt như người ta anh chị bạn. Rồi quay cho anh chị bạn xem mình xả trứng anh chị bạn. Đây cái túi xả. Túi xả làm cái túi như túi ếch nha. Túi này chứa thể được 15 kg 20 kg luôn anh chị bạn. Là mình mua loại lưới trắng này, loại dày, loại tốt, loại dày á. Đừng mua loại thường thường, nó loại thường thường thì nó sẽ thưa hơn anh chị bạn. Thưa hơn thì nó cái trứng ít tơ mình hơi nhỏ, nó sẽ hít vô, nó dễ dễ bị dập trứng.
Còn nếu anh chị bạn sao dập thì anh chị bạn là thí nghiệm thử cái viên thức ăn, anh chị bạn ngâm cho nó nhừ 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 ta nó nở ra hết đi, anh chị bạn xả vô cái bồng nó cũng không có không bể viên ăn. Còn anh chị xúc đập này, viên thức ăn đập là gã đó, à, cái lực xúc trứng nó nặng hơn, xúc đập đập vô thau. Rồi nước khô rồi mình bơm nước mình xịt là nó chảy xuống hết rồi, mình rồi ra mình quay coi thành quả được bao nhiêu cho anh chị bạn xem luôn. Này chứ mình xịt nước cái sơ xíu là nó xuống hết anh chị bạn, tại mình làm nó gọt. Rồi qua nãy các bạn mình đã vớt vớt trứng ra rồi, trứng đây. Đây, trứng ở đây. À trứng ếch là vậy nè các bạn. Cỡ 9 kg các bạn, vậy cũng thấy vậy cũng có lý. Mình chắc nước nó cũng muốn khô hết nè. Mình chắc trên kia các bạn xem. Đây. Được hai thùng đây. 9 kg này chắc tạt 2 dẹo 3 dẹo lên kia, dẹo ngang 4 giờ 9 chắc tạt 2 dẹo. Mình coi thứ sau lại đắng ít tên tạt 3 dẹo cũng được. Rồi lại đắng mình quay mình tạt trứng quay cho anh chị bạn xem luôn. Là mình bơm nước cho mình tạt. Rồi để mình lại mình bơm nước cho mình quay cho này cho chị bạn xem. Ủa mình tạt trứng cho quay cho anh chị bạn xem. Nay chắc tạt 2 dèo anh chị bạn. Mình cân hồi nãy 9 kg trừ bì rồi, 9 kg chẳng mà mình trừ nước bọng chứ còn có bố khoảng chừng thùng 4 kg là khoảng 8 kg. Chắc mình tạt thôi được 2 dèo 49 nè. Đây, 2 dèo 49 mình chuẩn bị rồi hôm mình. Bơm nước vô mình tạt. Mình không có mình quay cho anh chị bạn xem là mình không có xử lý gì hết nha. Mình không có xử lý nước gì hết, bơm vô nước yên tĩnh rồi mới tạt lại chứ đừng nước sấy đừng có tạt anh chị bạn. Rồi sau khi mình đang chờ nước bơm vô mình qua mình quay những cái dèo của mình đây. Mấy cái dèo này thì mình mới làm, mình mới quay cho anh chị bạn xem nó là chưa có nồng nọc, chưa có trứng. Qua đây quay nồng nọc 2 ngày tuổi cho anh chị bạn xem. Đây hiện tại nồng nọc mình 2 tuổi. Cái bạc đen này mình dòm, nếu mà mình dòm trong điện thoại chắc thế hơi khó thấy nồng nọc lắm anh chị bạn. Tại nó tẹt với nồng nọc á. Đây nọc 2 ngày tuổi nó lội với nè. Dòm kỹ mới thấy. Những dèo rồi có nồng nọc hết đây. Và mình khuyến cáo cho anh chị bạn, anh chị bạn nào mà mới ương chưa có kỹ thuật, anh chị bạn đừng mua mũ cái bạc đen như này nha. Bạc đen này anh chị bạn nuôi mà không có kỹ thuật là mình khó lắm, khó làm hơn những cái bạc xanh, bạc sọc, bạc này kia. Đó là mình khuyến cáo anh chị bạn, khi nào anh chị bạn làm có kỹ thuật rồi thì anh chị bạn hãy đầu tư vô cái bạc đen này. Nay 2 ngày anh chị bạn xử lý đáy cũng hết rồi. Cái bạc đen này mình giờ mới đáy xử lý nó cũng hơi khó anh chị bạn, nó đen. Là mấy cái bồn này là nồng nọc một bầy một. Sáng nay là 2 ngày tuổi nè. Đây nè, chỗ này chỗ đây để giờ mình thấy rõ anh chút. Đó, nước này gần đủ rồi anh chị bạn, để qua anh chầm bên đây chút. Rồi các bạn, sau khi mình bơm nước xong cái mình để khoảng 5-10 phút cho nước nó đứng nước lại, đặng mình tạt trứng, trứng nó không có quặn, nó gom cục lại rồi mình hạ tạt trứng anh chị bạn, chứ đừng tạt liền. Còn anh chị bạn nếu mà có thời gian thì anh chị bạn bơm trước khi anh chị vớt trứng thì anh chị bơm nước đi, rồi bơm nước rồi hay là đi lấy trứng vô mình tạt. Tại sáng nước mà ở đây nước gầm nó mới lớn, bởi vì nó cũng hơi đục nên anh chị bạn. À, 2 thùng trứng mình đã bỏ vô đây rồi. Một thùng nó khoảng 4 kg hơn 4 kg. Mình tính trứng đặc nha, trứng đặc là khoảng 4 kg hơn. Rồi mình sẽ múc nước vô cho đầy thùng. Đây.
Sau khi mình ấy thì mình mới múc nước đổ vô cho nó đầy thùng, cho lỏng lỏng ra nha anh chị bạn. Tạt nó không có dòng cục, nó sẽ nở đều. Nếu mà tạt dòng cục, nó chỗ nào cái cục bự quá anh chị bạn quậy ra, nếu mà không quậy ra là nó không nở, nó chui ra không được nha anh chị bạn. Rồi để mình lại đây mình tay mình tạt ra, mình quay cho anh chị bạn xem luôn. Nước các giờ còn cũng hơi quặn hơi, trứng nó có thể trôi á, mình tạt mình kỹ chứ kia. Nếu mình nào giờ mình chưa tạt á thì anh chị bạn để cho nó yên tĩnh đi mình tạt. Đây mình múc lần ít ít này thôi, có nước có trứng luôn á, tạt nó mới đều được. Tại tay mình ấy, tay mình quay thì mình tạt nó hơi lâu, chứ mà lâu gì cái dèo này tạt chút xíu anh chị bạn là nó giáp hả, có mấy cái trứng đâu. Cái dèo thường cái dèo 49 như vậy là 36 mét vuông, anh chị bạn tạc khoảng 4 kg 5 kg trứng là vừa, trứng tơ là khoảng 4 kg thôi, 4 kg là cũng là dữ lắm anh chị bạn, là cũng vậy đó. Còn anh chị bạn ếch mà đẻ lứa thứ ba thứ năm gì đó anh chị tạc 5 kg đây là vừa trứng rồi, đừng có tạc dày quá đó. Khi trứng mình chìm xuống anh chị bạn thấy đều không, đây trứng tạc đều nè, quay anh chị bạn xem nè đó, khi nằm đều vậy đó. Mình giờ xích đây tay tay mình vừa quay cho anh chị bạn xem mà vừa tạc á nè, trứng lâu lắm rồi nè, bây giờ nó hơi lâu cái xíu chứ, đây mình đứng đây mình tạc lên xà lên chút xíu mà một cái dèo mình tạt chậm gì cũng là 2 phút đồng hồ. Anh chị ăn sao mới đây nửa dèo nè, vài thùng hang đoạn rồi nửa dèo mẹ rồi. Anh chị bạn kỹ thì anh chị múc ít, anh chị tạt nhẹ nhẹ thôi. Đây mình tạt nhẹ nhẹ cho anh chị bạn xem nè, chứ thường mình không ấy, mình tạt hơi mạnh chút. Tạt xuống nó loạn nha anh chị bạn. Rồi để mình tạt xong cái mình quay cho anh chị bạn xem tay mình tạt ra vậy, thùng nhất giờ nó nhẹ anh chị bạn. Nó nhẹ nó nổi lên nè. Gần hết rồi nó nổi cái thùng lên. Vậy để mình tạt xong mình quay cho anh chị bạn xem mình tạt ra sao. Rồi đâu bạn, sau khi tạt xong mình trứng nó nằm đều với tại cái mũ này, cái mũ nó đen á, anh chị bạn dòm không có kỹ, khi cái trứng nó bung ra nó cũng tẹp với cái màu bạc. Nó quay cho anh chị bạn xem. Khi mình bơm nước lên là lượng nước mình chắc nãy mình nói là bơm một tắc nước nha. Đây thì mình bơm một tắc nước. Bơm một tắc nước luôn. Vậy là nở tự nhiên anh chị bạn. Cái trứng ếch tơ này hồi khoảng 3 năm trở về trước là mình tạt, mình tính là lúc đó 300 năm trở trước rồi, dễ ương lắm các bạn. Một ký trứng nó có thể 90.000 con lên được, 90.000 con ếch. Mà khoảng 3 năm trở ở đây đạt là chỉ khoảng 7.000 thôi. Mình mấy đợt rồi là mình ra là mình tính là một ký trứng là khoảng 6.000, 7.000, 7.500, không được 8.000, 7.500 là dữ lắm. Thì lên được con ếch con luôn á. Còn nó nở ra thì số lượng một ký trứng nở ra nhiều lắm, chứ không phải ít đâu anh chị bạn. Nếu mà ai đã nuôi có kỹ thuật nuôi mà bầy nào đạt đi, thời điểm người nào có kỹ thuật nuôi hiện bây giờ 2-3 năm trở đây, người nào đã đạt là một ký trứng là 6-7 ngàn, 5-7 ngàn là chuyện bình thường anh chị bạn. Còn mình thì đợt rồi cũng dính được hai cây là được một ký trứng cũng được 6-7 ngàn, 7 ngàn mấy cũng có. Là một dèo ngang 4 giờ chính là mình tạc như vậy là lên là 30.000. Tạc hổm là mình tạc 4-5 kg trứng, 4-5 trứng thường là tạc 4 kg bằng 5 kg á. Hai mấy 30, ba mấy ngàn luôn. Những cái dèo anh quay cho Ngọc anh chị bạn xem, Ngọc kẹo con. Còn mấy cái dèo này thì mình tạc hôm 6 dèo này thì mình tạc hay thưa nè. Mỗi dèo mình tạc khoảng 3 kg thôi. 3 kg mà lượng Ngọc này tại mũ đen, mũ nếu mà mũ xanh hoặc mũ sọc anh chị bạn thấy nó cũng nhiều con. Mũ
Mũ đen giờ không ra, tại nó tẹp 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 với cái màu đen, cái đáy nó màu đen. Rồi video mình hôm nay làm quay chia sẻ anh chị các bạn tới đây thôi. Chào tạm biệt chị và các bạn.